Đức Chúa Trời toàn năng phán. Trong từng thời đại, Đức Chúa Trời làm công tác mới, được gọi bằng một danh mới. Làm sao Ngài có thể làm cùng một công tác trong các thời đại khác nhau? Sao Ngài bám lấy cái cũ được? Danh của Giê-xu đã từng được sử dụng để thực hiện công tác cứu chuộc. Vậy Ngài có còn được gọi bằng danh đó khi trở lại trong thời kỳ sau Rốt, có còn làm công tác cứu chuộc? Tại sao Đức Giê-hô-va và Giê-xu là một, nhưng lại được gọi bằng những danh khác nhau trong các thời đại khác nhau? Chẳng phải vì thời đại công tác của họ khác nhau sao? Chỉ một danh xưng có thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời không? Như vậy, Đức Chúa Trời phải được gọi bằng danh khác trong một thời đại khác. Ngài phải dùng danh đó để thay đổi và đại diện cho thời đại. Vì không một danh nào có thể đại diện đầy đủ cho chính Đức Chúa Trời. Mỗi danh chỉ đại diện cho khía cạnh đương thời của tâm tính Ngài trong một thời đại. Nó chỉ cần đại diện cho công tác của Ngài. Do đó, Ngài có thể chọn bất kỳ danh nào hợp với tâm tính Ngài để đại diện cho toàn bộ thời đại. Amen. Lời Đức Chúa Trời cho ta thấy, mỗi một danh Ngài lấy trong từng thời đại đều có ý nghĩa cả. Mỗi danh đều đại diện cho một thời đại, một giai đoạn công tác. Mỗi danh xưng thay đổi dựa theo các yêu cầu trong công tác của Ngài. Nhưng dù danh Ngài thay đổi thế nào, thì tâm tính và thực chất của Ngài luôn bất biến. Ngài luôn là Đức Chúa Trời. Phải. Tôi từng bám vào nghĩa đen của Kinh Thánh. Bị kẹt trong quan niệm của mình, tôi tưởng danh Đức Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đó tôi đã xem một bộ phim hiểu lẽ nhiệm màu của danh Đức Chúa Trời, buông bỏ các quan niệm để đi theo bước chân của Chiên Con. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Giờ tôi xin được chia sẻ trải nghiệm đến trước Đức Chúa Trời của mình. Hay lắm. Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo. Từ nhỏ đã được gia đình dạy rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, Đức Chúa Trời thật và duy nhất, và tôi chỉ có thể vào được thiên quốc bằng cách cầu nguyện nhân danh Ngài. Khi lớn lên, tôi đến trường dòng để học thần học. Mục sư ở trường nói: Giê-xu đấng Christ, chính Ngài là đấng cứu thế, danh của Đức Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ thay đổi. Vì trong Kinh Thánh có nói Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì thế nên chúng ta lúc nào cũng phải biết tuân giữ danh của Đức Chúa Giê-xu, nhờ đó được cất lên khi Ngài đến. Những lời này càng củng cố đức tin của tôi nơi Chúa, và tôi đã nhiệt tình dâng mình để khi Chúa đến, tôi sẽ được Ngài cất vào vương quốc thiên đàng. Tháng 4 năm 2015, sau khi tốt nghiệp trường dòng địa phương, tôi bắt đầu chăn dắt tín hữu ở đó. Nhưng số người đi lễ cực kỳ ít ỏi, tiền quyên góp cũng giảm. Quản lý hội thánh thấy tiền quyên góp không đủ chi trả cho các khoản chi phí, nên bèn cho họ vay tiền. Khi tín hữu không trả nổi cả vốn lẫn lãi, người phụ trách tài chính sẽ gây gổ với tín hữu, nên tín hữu thật sự không muốn đi lễ nữa. Vì muốn phục hồi hội thánh, tôi bắt đầu truyền phúc âm cho dân địa phương. Tôi đến tận nhà của các tín hữu, tổ chức họp mặt cho họ. Ngoài ra, tôi còn ăn kiêng và cầu nguyện 2-3 lần một tuần, cầu xin Chúa dẫn dắt tôi tiến bộ trong công tác của mình. Nhưng dù tôi có nỗ lực thế nào, số tín hữu đi lễ vẫn không nhiều. Thấy hội thánh hoang tàn như vậy, lòng tôi cảm thấy yếu đuối và đức tin của tôi ngày càng giảm sút. Sau đó, tôi tăng cường cầu nguyện, đọc kinh thánh, ăn kiêng. Tôi còn tải và xem một số bộ phim tôn giáo, nhưng vẫn không cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Tinh thần tôi vẫn trống rỗng, tăm tối. Trong đau đớn, tôi cất tiếng kêu cầu Chúa. Chúa ơi, Kinh Thánh nói chỉ cần chúng con nhân danh Ngài mà cầu xin bất cứ gì thì Ngài sẽ ban cho chúng con. Hội thánh đang càng ngày càng hoang tàn. Con đã cầu nguyện nhân danh Ngài, cớ sao vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài? Chúa ơi, Ngài đang ở đâu? May thay, Đức Chúa Trời đã nghe thấy tôi. Một ngày tháng 2 năm 2016, tôi tìm thấy bộ phim tiết lộ lẽ nhiệm màu về Kinh Thánh trên YouTube. Bộ phim này đã giải thích rõ lẽ nhiệm màu ẩn chứa đằng sau Kinh Thánh. Xem phim xong, tôi có được sự hiểu biết mới về Kinh Thánh. Lòng tôi được thắp sáng. Nhưng có một điều tôi thắc mắc là, những lời này đã xuất phát từ đâu chứ? Chúng đâu có trong Kinh Thánh đâu. Sau đó, tôi đã tải bộ phim đó về máy tính của mình xem thêm vài lần nữa. Càng xem, tôi càng thấy bộ phim này thật hay. Mối thông công trong phim hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Tôi phát hiện bộ phim là do Tia Chớp Phương Đông sản xuất, vì vậy tôi tiếp tục tìm kiếm các bộ phim của Tia Chớp Phương Đông. Và tình cờ thấy một bộ phim có tên là Danh Đức Chúa Trời Đã Thay Đổi. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi tựa đề của bộ phim
nên liền tải về xem luôn. Xem nửa chừng thì nghe phim nói rằng vào thời kỳ sau Rốt, khi Đức Chúa Trời đến, Ngài không dùng tên Giê-xu mà dùng tên mới. Tôi khá là sốc và nghĩ rằng không thể như vậy. Kinh Thánh đã tuyên bố rất rõ, Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và đến đời đời không hề thay đổi. Sao danh Đức Chúa Trời có thể thay đổi được? 2000 năm qua, mọi tín hữu trên thế giới cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu, công tác nhân danh Đức Chúa Giê-xu, điều đó chưa từng thay đổi. Sao tiên chấp phương Đông có thể nói danh Đức Chúa Trời đã thay đổi? Sau đó, tôi nghe được mối thông công này từ chị Dương trong phim. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nghĩa là tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu, không thay đổi. Không có nghĩa là danh của Ngài sẽ không thay đổi. Chị ấy đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta cùng nhau xem nhé. Được. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Có những người nói rằng Đức Chúa Trời là bất biến. Điều đó là chính xác. Nhưng nó nói đến sự bất biến của tâm tính Đức Chúa Trời và thực chất của Ngài. Những thay đổi trong danh xưng và công tác của Ngài không chứng minh rằng thực chất của Ngài đã thay đổi. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ngươi cho rằng công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, thì liệu Ngài có thể hoàn thành kế hoạch quản lý 6.000 năm của mình không? Ngươi chỉ biết rằng Đức Chúa Trời mãi mãi không thay đổi, nhưng ngươi có biết rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ? Nếu công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, thì Ngài có thể dẫn dắt loài người đến tận ngày nay không? Nếu Đức Chúa Trời là bất biến, vậy thì tại sao Ngài đã thực hiện xong công tác của hai thời đại? Và vì vậy, những lời Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ nói về công tác của Ngài, và những lời Đức Chúa Trời là bất biến nói về Đức Chúa Trời vốn có gì và là gì. Dù sao đi nữa, người không thể khiến công tác của 6.000 năm xoay quanh một điểm duy nhất hoặc giới hạn nó bằng những lời đã chết. Đó là sự ngu ngốc của con người. Đức Chúa Trời không đơn giản như con người tưởng tượng, và công tác của Ngài không thể nấn ná trong bất kỳ thời đại nào. Chẳng hạn, Đức Giê-hô-va không thể luôn luôn đại diện cho danh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời còn có thể làm công tác của Ngài dưới danh Giê-xu. Đây là một dấu hiệu cho thấy công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến triển về phía trước. Amen. Amen. Thật là tuyệt vời. Đúng vậy. Tuyệt vời quá. Đọc xong, chị Dương thông công rằng suốt những thời đại khác nhau khi Ngài cứu rỗi nhân loại, dù Đức Chúa Trời thực hiện các công tác khác nhau và lấy các danh khác nhau, nhưng thực chất của Ngài không bao giờ thay đổi, luôn là Đức Chúa Trời. Cho nên dù danh Ngài là Đức Giê-hô-va hay là Đức Giê-xu, thực chất của Ngài không thay đổi, vẫn luôn là một Đức Chúa Trời đang công tác. Phải. Thời đó, người Pha-ri-si Do Thái không biết rằng danh Đức Chúa Trời thay đổi tùy theo sự thay đổi trong công tác của Ngài qua từng thời đại. Họ tin rằng chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể là Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế của họ. Vì qua các thời đại, họ vẫn giữ suy nghĩ rằng chỉ có Đức Giê-hô-va mới là Đức Chúa Trời và không có đấng cứu thế nào ngoài Đức Giê-hô-va. Đúng vậy. Kết quả, khi Đức Chúa Trời đến làm công tác cứu chuộc với tên Giê-xu, họ đã điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Giê-xu. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Ngài ấy vào thập giá, phạm một tội ác ghê tởm, phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Phải. Không ai có thể hiểu được sự khôn ngoan của Ngài. Không ai giới hạn được Ngài. Đúng vậy. Thời kỳ sau Rốt, nếu chúng ta chối bỏ thực chất của Đức Chúa Trời, chối bỏ đây là công tác của một Đức Chúa Trời, chỉ vì Ngài đã thay đổi công tác và danh Ngài, thì sẽ là một sự dại dột ngu dốt của con người. Phải đó. Mỗi danh mà Đức Chúa Trời lấy trong mỗi thời đại đều có ý nghĩa lớn lao, chứa sự cứu rỗi vĩ đại cho nhân loại. Đúng. Xem tới đoạn này, tôi nhận ra rằng danh của Đức Chúa Trời có thể thay đổi. Trong Kinh Thánh nói, Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và đến đời đời không hề thay đổi. Ý chỉ thực chất và tâm tính không đổi của Đức Chúa Trời, chứ không có nghĩa là danh Ngài, công tác của Ngài không đổi. Phải đó. Đức Chúa Trời thay đổi danh xưng theo các yêu cầu công tác của Ngài. Đúng vậy. Bấy lâu nay, tôi đã hiểu sự việc theo nghĩa đen của câu từ trong Kinh Thánh, rằng danh Đức Chúa Trời không bao giờ đổi.
Giờ tôi nhận ra đó chỉ là sự tưởng tượng của mình. Đúng vậy. Những người Pharisee xưa từng khẳng định rằng Jehovah là Đức Chúa Trời của họ và rằng danh Jehovah sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu đến công tác, họ nghĩ ai không được gọi là Messiah thì không phải Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Họ tùy tiện chống đối, lên án Đức Chúa Giêsu, cuối cùng đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Tôi nhận ra mình phải gác lại quan điểm riêng, nghiêm túc lắng nghe các mối thông công trong bộ phim này, để không như người Pharisee chống lại Chúa chỉ vì sự tưởng tượng của mình. Đúng vậy. Ngay sau đó, nhân vật chính của bộ phim này đã đưa ra một câu hỏi khác. Vậy trong mỗi thời đại thì ý nghĩa của danh Đức Chúa Trời là gì? Tôi thầm nghĩ, đây là một câu hỏi rất hay. Mình cũng không hiểu rõ vấn đề này. Họ vừa mới thông công rằng, danh mới của Ngài ở mỗi thời đại đều có ý nghĩa và nó đều là để cứu rỗi nhân loại. Vậy ý nghĩa thật về các danh của Ngài là gì? Đến đoạn này, chị Phùng trong nhóm người giao giảng đọc lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau xem nhé. Được. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Jehovah là danh mà ta đã lấy trong thời gian ta làm việc ở Israel, và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Israel, đấng có thể cảm thương con người, rủa xả con người và hướng dẫn đời sống của con người. Đức Chúa Trời sở hữu quyền năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. Giêsu là Emmanuel, nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu thương, đầy lòng thương xót và cứu chuộc con người. Ngài đã làm công tác của thời đại ân điển. Ngài đại diện cho thời đại ân điển và chỉ có thể đại diện cho một phần công tác của kế hoạch quản lý. Danh Giêsu đã ra đời để cho phép những người trong thời đại ân điển được tái sinh và được cứu rỗi, và là một danh đặc biệt cho sự cứu chuộc của toàn thể nhân loại. Do đó, danh Giêsu đại diện cho công tác cứu chuộc và biểu thị thời đại ân điển. Danh Jehovah là một danh đặc biệt cho người dân Israel đã sống dưới luật pháp. Trong từng thời đại và từng giai đoạn công tác, danh của ta không phải là vô căn cứ mà mang ý nghĩa đại diện. Mỗi danh đại diện cho một thời đại. Jehovah đại diện cho thời đại luật pháp và là danh tôn kính dành cho Đức Chúa Trời đã được dân Israel thờ phượng. Giêsu đại diện cho thời đại ân điển và là danh Đức Chúa Trời của tất cả những ai đã được cứu chuộc trong thời đại ân điển. Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện đến của Giêsu đấng cứu thế trong thời kỳ sau rốt và vẫn mong chờ Ngài đến trong hình tượng mà Ngài đã mang lấy tại xứ Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý 6.000 năm hẳn sẽ dừng lại trong thời đại cứu chuộc và không thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, những ngày sau rốt hẳn sẽ không bao giờ đến và thời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này là do Giêsu là đấng cứu thế chỉ dành cho sự cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Giêsu chỉ vì lợi ích của tất cả tội nhân trong thời đại ân điển. Nhưng đó không phải là danh, mà bởi đó ta sẽ kết thúc toàn thể nhân loại. Amen. Amen. Sau đó, chị Phùng thông công thế này. Thời đại luật pháp, danh Đức Chúa Trời là Jehovah. Danh này đại diện cho những gì Ngài bày tỏ với nhân loại thời đại đó. Tâm tính oai nghi, thịnh nộ, nguyền rủa và thương xót. Đức Chúa Trời bắt đầu công tác của thời đại luật pháp với danh Jehovah, ban luật pháp và điều răn dẫn dắt toàn nhân loại sống trên địa cầu. Ngài yêu cầu mọi người tuân thủ luật pháp, học cách thờ phụng, tôn Ngài là vĩ đại. Đúng vậy. Đúng. Phước lành và ân điển sẽ đi theo bất cứ ai tuân thủ pháp luật. Nếu ai vi phạm luật pháp sẽ bị ném đá đến chết hoặc bị lửa trời thiêu đốt. Phải. Thế nên những người Israel đã nghiêm ngặt tuân thủ luật pháp, giữ danh Jehovah là thánh khiết. Họ đã sống dưới danh của Đức Jehovah trong vài ngàn năm. Cho đến vào cuối thời đại luật pháp, nhân loại ngày càng bại hoại và phạm tội ngày càng nhiều. Không thể tuân thủ luật pháp vì vi phạm luật pháp nên đã bị trừng phạt, phải đối mặt với tai họa triền miên. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác cứu chuộc của Ngài dưới danh Giêsu, đã mở ra thời đại ân điển và kết thúc thời đại luật pháp. Trong thời đại ân điển,
Đức Chúa Giêsu bày tỏ tâm tính thương yêu khoan dung, còn ban ân điển dồi dào cho con người. Cuối cùng, chịu đóng đinh vì con người để cứu chuộc loài người chúng ta khỏi Satan. Từ đó, chúng ta bắt đầu cầu nguyện với danh Giêsu và tôn kính danh Ngài là Thánh Khiết. Amen. Và để tận hưởng sự tha thứ và ân điển dư dật của Ngài. Phải. Từ hai giai đoạn công tác trước đó của Đức Chúa Trời, ta thấy danh mà Ngài lấy trong mỗi thời đại đều có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi danh biểu trưng cho công tác của Ngài, tâm tính Ngài bày tỏ ở thời đại đó. Đúng vậy. Thời đại ân điển, nếu Chúa không được gọi là Giêsu mà gọi là Giê-hô-va, công tác của Đức Chúa Trời sẽ phải dừng ở thời đại luật pháp. Nhân loại bại hoại sẽ không bao giờ được Ngài cứu chuộc. Cuối cùng, con người vì vi phạm luật pháp sẽ bị lên án, trừng phạt. Phải. Tương tự, thời kỳ sau Rốt, nếu danh Chúa vẫn là Giêsu, thì nhân loại bại hoại chỉ nhận được cứu chuộc cho tội lỗi của họ mà thôi, mãi không được tinh sạch để vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây chính là vì chúng ta đã được tha thứ tội lỗi nhờ sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, nhưng bản tính tội lỗi bên trong chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn thường xuyên phạm tội và chống đối. Phải. Nên chưa hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu nhận. Đúng vậy. Cho nên, vào thời kỳ sau Rốt, Đức Chúa Trời nhập thể thêm lần nữa, phán xét làm tinh sạch nhân loại trên nền móng công tác của Đức Chúa Giêsu để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi của họ. Ngài bắt đầu thời đại vương quốc và kết thúc thời đại ân điển. Công tác của Đức Chúa Trời tiến về trước, thời đại thay đổi, công tác của Ngài cũng khác, vì thế danh của Ngài cũng thay đổi theo. Đúng vậy. Đúng vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Xem đến đoạn này, tôi nghĩ bụng, vậy mỗi cái tên Ngài lấy trong mỗi thời đại đều có ý nghĩa ẩn sau. Mỗi cái tên đại diện cho một thời đại. Giê-hô-va là danh Đức Chúa Trời dùng trong thời đại luật pháp, đại diện tâm tính oai nghi, thịnh nộ, rủa xả, lòng nhân từ của Ngài. Giê-xu là danh Ngài dùng trong thời đại ân điển, đại diện cho tâm tính nhân từ, yêu thương của Ngài. Thời kỳ sau Rốt, Ngài đến làm tinh sạch, cứu rỗi triệt để nhân loại. Khi công tác thay đổi, danh Đức Chúa Trời cũng thay đổi. Không ngờ danh Đức Chúa Trời lại có quá nhiều lẽ nhiệm màu. Chính xác. Thực sự là lẽ thật. Tôi càng xem càng thấy cuốn hút nên đã tiếp tục xem phim. Sau đó, chị Phùng nói danh Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau Rốt là Đức Chúa Trời toàn năng, được nhắc đến trong sách Khải Huyền chương 1 câu 8. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng, phán rằng ta là Alpha và Omega. Amen. Ngoài ra, Khải Huyền chương 11 câu 16 và 17 cũng nói 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Đức Chúa Trời toàn năng, hiện có, đã có và đang đến, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao, đã trị vì. Amen. Trong Khải Huyền còn có chương 4 câu 8, chương 16 câu 7, chương 19 câu 6, đều tiên tri danh mới của Đức Chúa Trời ở trong thời kỳ sau Rốt là đấng toàn năng, tức Đức Chúa Trời toàn năng. Amen. Tôi tra Kinh Thánh để xác nhận trong khi nghe phim nói, hóa ra danh đấng toàn năng đều xuất hiện rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Tôi đã sốc và nghĩ, vậy danh Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau Rốt đã được Kinh Thánh đề cập rõ từ lâu. Và bốn sinh vật sống trong Khải Huyền đã liên tục ngày đêm ngợi ca Đức Chúa Trời. Thánh thay, thánh thay, thánh thay, là Chúa, Đức Chúa Trời, toàn năng, đã có, hiện có và sau còn đến. Amen. Chúng đều ngợi ca danh của chính Đức Chúa Trời toàn năng. Phải. Ngoài đoạn này ra, còn có rất nhiều đoạn khác, tất cả đều đề cập đến danh đấng toàn năng. Danh Đức Chúa Trời toàn năng thời kỳ sau Rốt là hoàn toàn phù hợp lời tiên tri trong Khải Huyền. Amen. Phải. Suốt bao năm tin Chúa, mình đã đọc Kinh Thánh rất nhiều lần. Sao có thể bỏ lỡ những lẽ nhiệm màu này? Phải. Đúng thật. Tôi tiếp tục xem bộ phim. Thấy một người truyền bá phúc âm nói, Đức Chúa Trời rất khôn ngoan. Từng việc mà Ngài làm đều có ý nghĩa lớn lao. Danh Đức Chúa Trời toàn năng biểu trưng toàn diện cho công tác của Ngài và tâm tính mà Ngài bày tỏ vào thời kỳ sau Rốt. Nếu như Đức Chúa Trời không đích thân tiết lộ những lẽ nhiệm màu này, thì chúng ta đây, dù có đọc Kinh Thánh bao nhiêu năm, cũng sẽ không hiểu được chúng. Đúng vậy. Sau đó, anh ấy đọc đoạn lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Hay lắm. Đức Chúa Trời toàn năng phán: Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi ta là Giê-xu, Đấng Cứu Thế, với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Giê-xu mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa. Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong những ngày sau Rốt.
Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của ta và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh quang. Mọi người chưa từng tiếp xúc với ta, chưa từng biết đến ta và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy ta. Đây là Đức Chúa Trời, đấng hiện ra cho con người trong những ngày sau rốt, nhưng lại được ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật và thực tế, như mặt trời cháy rực và ngọn lửa hừng, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được ban phước nhờ những lời của ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong những ngày sau rốt sẽ thấy rằng ta là đấng cứu thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong những ngày sau rốt ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là mặt trời công chính làm tỏ hiện mọi thứ. Đây là công tác của ta trong những ngày sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời cháy rực, ngọn lửa hừng, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng ta. Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của ta. Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Israel, và ta không chỉ là đấng cứu chuộc, mà ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các tầng trời, đất và biển. Amen. Lời Đức Chúa Trời thực sự có thẩm quyền. Sau đó anh ấy đã thông công thế này: thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời phán xét trong thời đại vương quốc dưới danh Đức Chúa Trời toàn năng, bày tỏ lẽ thật, phơi bày bản tính phạm tội, chống đối Đức Chúa Trời của nhân loại, phán xét sự bất chính, bất tuân của ta. Để ta hiểu được bản tính và thực chất của bản thân qua việc đọc những lời này, hiểu được lẽ thật chúng ta bị Satan làm bại hoại tới đâu, hiểu được gốc rễ của sự bại hoại, hiểu sự công chính, tâm tính không được xúc phạm của Đức Chúa Trời. Đúng. Ngài còn chỉ ra một con đường để chúng ta thay đổi tâm tính, để ta từ bỏ tà ác, theo đuổi lẽ thật, thay đổi tâm tính và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Amen. Đức Chúa Trời đã đến để làm tinh sạch, phán xét nhân loại, phân loại chúng ta thưởng thiện phạt ác, để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại bại hoại khỏi những tội lỗi của chính họ, và kết thúc kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước nhân loại vào thời kỳ sau rốt với tâm tính công chính, oai nghi, thịnh nộ, không dung thứ xúc phạm. Ngài xuất hiện trước nhân loại biểu lộ một cách công khai tâm tính vốn có của Ngài. Ngài có gì là gì? Ngài đã đến để phán xét và hành phạt toàn bộ sự bại hoại và bất chính của nhân loại. Amen. Để hoàn toàn cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi và khôi phục sự nguyên thủy của con người. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài muốn loài người thấy rằng Ngài không những sáng tạo vạn vật mà còn cai quản vạn vật. Ngài là của lễ chuộc tội cho nhân loại và còn hoàn thiện cải hóa làm tinh sạch ta. Phải. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Sự kỳ diệu hay hành động của Ngài không ai có thể thấu được, nên gọi Ngài bằng danh Đức Chúa Trời toàn năng là phù hợp nhất. Amen. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Những ai cầu nguyện với danh Đức Chúa Trời toàn năng và đọc lời Ngài có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh, tận hưởng bồi dưỡng dư dật và chăm tưới của Đức Chúa Trời. Phải. Hiện tại giới tôn giáo đang phải nếm trải sự tiêu điều trước nay chưa từng có. Tín hữu thờ ơ với đức tin, yếu đuối ham muốn những thứ trần tục. Không còn gì để giao giảng, không còn xúc động khi cầu nguyện. Thêm vào đó, ngày càng nhiều người không chịu nổi cám dỗ trần thế. Họ đã không theo kịp bước chân của chiên con và không thể có được nguồn nước sự sống. Họ đã rơi thẳng vào bóng tối và lạc lối rồi. Phải đấy. Phải đó. Đúng thật là như vậy. Phải. Xem đến đoạn này, lòng tôi thấy rất phấn khích. Lời Đức Chúa Trời toàn năng thực sự quá thẩm quyền. Nhất là đoạn không người hay vật nào mà không bị phán xét bởi lời của ta, và không người hay vật nào không được làm thanh sạch thông qua lửa đốt. Cuối cùng,
mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của ta, và cũng bị đập tan tành vì những lời của ta. Amen. Lời này chứa đầy oai nghi công chính của Đức Chúa Trời. Ngoài Ngài ra, không ai có thể phán được những lời đầy quyền năng, những lời oai nghi như thế. Chính xác. Tôi biết đây là tiếng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu thực đã tái lâm. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Trước đây tôi từng nỗ lực phụng sự gọi đến từng nhà để các tín hữu lắng nghe Chúa và đến giáo đường hành lễ. Tôi còn ăn chay và cầu nguyện 2-3 lần một tuần, nhưng hội thánh vẫn không phục hồi được chút nào từ cảnh hoang tàn. Thậm chí đức tin của tôi cũng phai nhạt, không cảm thấy Chúa đang ở bên mình. Giờ thì tôi đã hiểu ra, dưới danh Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời đang phán xét và làm tinh sạch toàn nhân loại. Phải. Những người tin vào Chúa như chúng ta đã không theo kịp công tác mới của Ngài, không được nuôi dưỡng bởi những lời hiện tại của Ngài hay sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ta đã rơi vào bóng tối. Tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời toàn năng thời kỳ sau rốt, cầu nguyện bằng danh Đức Chúa Trời toàn năng cũng như đọc lời Ngài mới đạt được sự dẫn dắt công tác của Đức Thánh Linh. Amen. Đúng vậy. Ở đoạn cuối của bộ phim, họ đọc thêm một đoạn lời của Đức Chúa Trời toàn năng, cho phép tôi đọc nhé. Được. Từ Jehovah đến Giê-xu, từ Giê-xu đến giai đoạn hiện tại này, ba giai đoạn này là chuỗi liên tục toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời. Tất cả đều là công tác của một thần. Từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã luôn làm công tác quản lý loài người. Ngài là khởi đầu và là kết thúc. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là đấng mở đầu một thời đại và là đấng kết thúc thời đại. Ba giai đoạn công tác trong thời đại khác nhau, địa điểm khác nhau, rõ ràng là công tác của một thần. Tất cả những ai phân tách ba giai đoạn này đều là chống lại Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi phải hiểu rằng, mọi công tác từ giai đoạn đầu đến nay đều là công tác của một Đức Chúa Trời, là công tác của một thần. Điều này là chắc chắn. Amen. Rồi tôi thậm chí còn hiểu thêm rằng, Jehovah, Giê-xu, Đức Chúa Trời toàn năng đều là một. Đúng vậy. Đức Chúa Trời trong mỗi một thời đại đều lấy một danh khác và làm các công tác khác nhau. Nhưng Đức Chúa Trời luôn công tác dựa trên nhu cầu của con người. Phải. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể mở ra những lẽ nhiệm màu này. Và tôi biết rằng Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Amen. Chấp nhận danh Đức Chúa Trời toàn năng không phải phản bội Đức Chúa Giê-xu mà là theo kịp bước chân của chiên con. Đúng. Đúng như sách Khải Huyền nói. Chiên con đi đến nơi đâu thì những kẻ này đi theo đến đó. Amen. Tôi đã liên lạc với các anh chị em từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi thông qua họp mặt và thông công với họ, tôi đã hiểu được một số lẽ thật và nhiều khúc mắc của tôi trong đức tin đã được giải tỏa. Tôi đã nhận được nhiều bồi dưỡng thuộc linh. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi thực sự cảm thấy mình đã được cất lên để đứng trước Ngài và được dự tiệc cưới của chiên con. Tôi thật biết ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Phải. Amen.